Hello các bác, tin vui cho những ai đam mê các dòng M của BMW. Chính thức từ thời điểm bây giờ, bên công ty tụi em có được các suất đặt hàng cho các dòng xe BMW M3, M4, M3 Competition, M4 Competition, M3 Thường và M4 Competition X-Drive và M3 Competition X-Drive cùng M8, M5 Competition và M5 Thường cho các khách hàng có nhu cầu đặt hàng các dòng xe BMW. Xe M, BMW M, các dòng xe M của BMW sẽ như sau. Các mẫu xe khách hàng yêu cầu như bên dưới đã được công bố, bao gồm các dòng M3, M4, M5 Competition và mặt bản thường cũng như là M8 thì sẽ được đặt hàng. Tuy nhiên khi khách hàng đồng ý với các thông tin cơ bản như giá bán, thời gian dự kiến giao xe, đặt cọc v.v. thì cần BMW Asia sẽ xác nhận cho phép đặt hàng. BMW Asia xác nhận do các mẫu xe này chưa nằm trong danh sách được BMW Asia Group xác nhận sản xuất cho thị trường Việt Nam. Thời gian giao dự kiến khi mà bắt đầu đặt hàng là từ 6 tới 8 tháng kể từ khi khách hàng tiến hành đặt cọc và ký hợp đồng tại chi nhánh. Số tiền đặt cọc là 20-30% giá trị xe cộng 100% giá trị đặt hàng khi các bác trang bị thêm trên chiếc xe của mình. Với số tiền này sẽ không được hoàn lại khi xe về đến Việt Nam. Lưu ý, vì đây là mẫu xe đặt hàng theo hình thức individual, cho nên trước đây chưa từng được nhập khẩu về Việt Nam, cho nên các một số thủ tục nhập khẩu và thanh toán thêm một số chi phí cho BMW Asia Group để chuẩn bị các tài liệu cần thiết nhập khẩu về Việt Nam. Trong đó có thủ tục khai báo dự kiến là 10.000 đô trên một mẫu xe. Các chi phí phát sinh khác bao gồm chi phí vận chuyển, thủ tục đăng kiểm an toàn khí thải tại Việt Nam sẽ cao hơn một chút xíu vì đây là phiên bản chỉ nhập một xe cho chính khách hàng của mình. Ở BMW ASEAN sẽ đề xuất cho các khách hàng của mình ít nhất là khoảng 5 mẫu xe trở lên để tiết kiệm các chi phí mà nãy giờ em đã nói. Tuy nhiên trong trường hợp khách hàng vẫn muốn đặt hàng thì các chi phí này sẽ được tính toàn bộ vào giá xe chứ không phải là tính kiểu khi mà tính xong rồi về bắt đầu tính thêm nữa, không có chuyện đó. Rồi, trang bị tiêu chuẩn cộng giá bán dự kiến sẽ được cập nhật khi khách hàng đồng ý và các thông tin cơ bản ở phía trên em đã nói. Rồi, các bác có cần hoặc là các nhu cầu về các mẫu xe của mình liên hệ em nha.
kiếm em nha. Hãy like, subscribe kênh của em. Và tôi là Tâm, trưởng nhóm mới hàng của BMW Sala.